Ta theo dõi suy nghĩ trong đầu của con, xin tháo gỡ nó. Con đọc chú Lăng Nghiêm nã ma lợi tỳ xá đời bệ bạc sợ ra rị, trên mạng chú có đăng câu đó đó, con ngán đọc cái đó, tự nhiên tất cả bùa chú nó sẽ không có. Osaka cho nên Kiệt chỉ lại cách gì bắt ấn ngồi thiền quán tưởng một mẫu đây ạ. Ok, ấn ngồi thiền thì ngồi thẳng lưng, theo dõi hơi thở và đồng thời quán tưởng cái khuôn mặt của mẹ, bỏ ánh sáng, cái quan trọng là năng lượng nó không hào quang phải không, bỏ ánh sáng cho đầu mình rồi từ đầu mình nó chảy xuống cái tâm của mình, thì mình cứ nhiêu đó mình suy nghĩ hoài, tưởng mà thiệt á thì tưởng mẹ thì có mẹ, cũng giống như trong giấc mơ ai mà tưởng Kiệt kêu tên Kiệt thì Kiệt bay tới vậy đó, thì trong thần thông là tưởng không mà. Ở ngoài đời mình cũng tưởng, cũng giống như vô tinh tưởng là sẽ là bá chủ hoàn cầu, nhưng mà đâu biết thì cũng là tưởng. Tập chân mình cứ tưởng là dòng dòng đai tơ lụa sẽ thành công, thu tóm thế giới sẽ thành công, thì đó cũng là tưởng thôi. Will Star nói khi nào thế giới bình an, thì theo được biết sau chiến tranh thứ ba, súng nổ hay súng không nổ vẫn biết, nhưng mà tất cả những cái ác, những cái độc tài, những cái thể chế gọi là nó không có cùng cái tư tưởng với nhân loại á, thì Phật sẽ cho nó đi chìm giống như chiếc thài tennis gì đó, đi luôn. Thì lúc đó ở Việt Nam mình Đức Thầy sẽ xuất hiện, rồi lúc đó bao nhiêu người tài trên thế giới sẽ về, trong đó có Kiệt sẽ ngồi ghế ở economy tuốt ở sau đuôi vé máy bay, chứ Kiệt ghét nhất là ngồi first class nghe, ngồi đó mình không có tự do vậy á, mình ngồi tuốt sau đuôi vé rẻ tiền, cái đuôi nó lắc lắc thì mình ăn cơm hay gì mình đứng nghe nó xuống cơm, còn trên kia mình đâu có tập thể dục, tại dưới đâu ai để ý mình. Rồi mình tập thể dục rồi lâu lâu cái mình khát nước hay uống nước cam, cái mình xin mấy cô chưa đãi viên, rồi ở dưới đuôi á mấy cô tài trợ viên cũng đang tán ngẫu dưới, rồi nhiều khi cái mình mấy cô vui mới hỏi chuyện qua lại, nghĩa là mình đi mình lẹ hơn, còn ngồi first class ngồi như là ông tượng cứ trang trọng, nhưng mà thật sự ngồi lâu lắm không có vui bằng ngồi dưới đuôi. Quý vị nên nghe lời kiểu này, mua vé mua tuốt dưới đuôi cái vé đó rẻ tiền nhất, mà mấy đại ca rất là kẹo không có chịu mua cho Kiệt, cho nên Kiệt ngồi ở đây chót chót chơi. Anh Trúc nói tại sao có động đất ở Afghanistan chết cả ngàn người vậy chú? Ủa mới đây hả? Nếu có thì là mình cũng nói thì có năm thứ để mà toàn cõi nhân loại mình biết là thời tận thế, trong đó có thiên tai địa chấn, về khủng hoảng tài chính thế giới, nạn đói, bệnh Covid, Vũ Hán của Trung Cộng, rồi chiến tranh, đó là năm sáu thứ để mình nó hiện lên hết của thời này, rầm hết cả thế giới, mấy trăm quốc gia hiện giờ không có một người nào được yên ổn, rồi sau đó trở lại thái bình đó. Chứ giờ mình không có mấy cái này làm sao mà mai mốt mình chịu tu được, mình trân trọng những cái ngày mà cái bầu khí quyển nó xanh tươi, rồi những cái quốc gia sau này đâu còn ranh giới nữa đâu, biển của mình thì mình cứ sử dụng, đảo của mình cứ ra ngoài, mình đi du lịch Hoàng Sa Trường Sa của mình thì mình cứ ra ngoài, còn bây giờ mình vừa ló đầu ra khỏi Đà Nẵng là nó nẻ mình rồi, cá của mình á, những cái dãy san hô của mình dùng vịnh Thái Lan của Kiên Giang á, Trung Cộng hồi xưa nó khôn lắm, nó muốn tiêu diệt mình là giết mình về kinh tế, cái nó dụ dân của mình á, đi để mìn á, nổ hết san hô, mà ở Mỹ ai làm bể một cái san hô thường mấy triệu bạc á, tại có san hô cá nó mới vô nó mới sanh nở, nguyên cái vịnh Thái Lan của Kiên Giang á, nó dập sự sập san hô hết, cho nên cuối cùng mấy con cá đâu có đẻ được, thì bây giờ không có chiếc tàu nào mà bắt được con cá nào á, dùng vịnh Thái Lan hết, cá nó ở có san hô nó mới ở. Rồi thêm nữa, một cái chất độc một giọt nhớt mà của chiếc tàu dầu mà nó bể thôi là nguyên cái vùng đó mấy năm trời không có con cá, mà trong khi nó âm thầm á, nó cho mấy cái chất hóa thải chất độc á, ngấm trong cái lòng nước của biển, lòng nước ở dưới biển nó chảy xuống đất, từ 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 đất nó cũng vô cái lòng biển, thành ra nguyên cả những cái tỉnh miền Trung á, người ta không có nghề ngỗng làm,
là ở đó ở sau lưng á, thì Lào là ốm nhất, đồi núi không có làm gì sống, mà cộng lại biển bị Trung Cộng nó chơi xấu mình vậy nữa, cho nên dân miền Trung mới là khổ nhất á. Miền Trung khổ lắm ai ơi, là vậy đó, thiệt là khổ ở dân miền Trung. Thì những cái mưu mô đó là của Trung Cộng, sau này sẽ không còn Formosa nằm đó nữa. Cảnh Minh Chương nói: chú Kiệt ơi, cho con xin làm đệ tử của chú nha. Hay là Phật, chú không có nhận đệ tử nha, chú chỉ là không phải là thầy Pháp, thầy Tăng hay là thầy giáo, cũng phải là thầy gì hết, chú là người thường, chỉ là mang nhiệm vụ truyền tin của Chúa Giêsu, của Thượng Đế, của chư Phật. Nhưng những ai có duyên lên núi thì mình tính sao nghe, phải có duyên thì phải lì nữa. Còn những người giống như bị thư, bị ém, lưỡi dao bào đầy bụng, tóc đầy bụng mà lên trên núi, nhiều khi chú không có trị, nhưng mà chú năn nỉ mấy chư Phật trị giùm, cho nên có rất nhiều người lên đó ói ra đó. Rồi những người bị ma, bị quỷ nhập thì lên trên núi chú cũng không có trị, thì lên đó mấy chư vị cũng điển vô, cũng hết bệnh, mấy chai nước trên núi thì cũng có rất là nhiều người được cứu ở trên núi Thiên Long Sơn. Còn chú không phải thầy gì hết, cho nên không có nhận đệ tử. Đệ tử thì đi kiếm thầy Thích Nhật Từ, nghe thầy Pháp Hòa đó, mấy ông nhận nhiều lắm, sư cô nhủ rồi đó, nhiều nhiều vô để là nhiều đệ tử thì tốt. Còn chú không có cần đệ tử, chú chỉ người truyền tin thôi, kiếm mấy thầy giỏi á, trên mạng á. Thiên Long Sơn chưa mở cửa, nhưng mà thật sự người nào có duyên thì nhắn tin cho cái số thì như dạng gia đình chứ. Thiên Trang nói: chú ơi, những người chưa bị Covid là không có nghiệp hay sao vậy chú? Chú cũng bị Covid, tại chú khám cho khoảng chừng biết nhiêu nghìn người trong cái mấy năm Covid. Thì luật nhân quả mà, giống như người nào có cái nội lực cao, có công đức, thì chú có bảy dòng hào quang, chú có công đức, chú có nội lực, chú có thể trị bệnh được á. Nhưng mà chú không có phải thầy trị bệnh, thì nãy chú có nói rồi, chú trị bệnh cho người trong nhà chú thôi. Thì khi mình khấn thì cũng giống như chú có tiền chú trả nợ giùm cho một người mắc nợ nhà băng vậy đó, thì đồng tiền của mình cũng bị xúc xúc giảm. Thì khi chú khấn nhiều cho người quá thì bản thân chú phải trả lại cái nghiệp, đó là luật của Phật nó vậy đó. Nhưng mà mình xuống đây độ chúng sanh, chú đã từng đầu thai làm con thú để dẫn những con thú nó đi kiếm nước, kiếm mồi, cho nên nói nhiều tiền kiếp của chú rất là khổ. Mà nói ra mất công quý vị sẽ nói mình ấy, chứ thật sự nói cái gì sẽ khóc á. Kiếp nào cũng là vất vả hết, kiếp này có nhiều người cứ nhìn chỉ có tiền, nhưng mà thật sự có tiền mà cho những người anh em ruột của mình thì họ đi làm tầm bậy, thì mình có lỗi với trời Phật cũng không dám cho, cái đó cũng là nỗi khổ lớn. Thà mình cho cộng đồng hay là mình làm từ thiện để cho có nhiều người có lợi, tuy là họ là người dân chưa từng quen với Kiệt, nhưng mà khi mà họ qua một cái ngặt nghèo đó thì mình cũng thấy là vui. Thì lòng của Kiệt không không có phải là của gia đình nữa mà của tất cả mọi người, thì bao nhiêu năm nay là như vậy. Cho nên cái những người cứ nói những người thân của mình sao mình không cho họ bao nhiêu cho đủ cho họ, thì họ xuống càng xuống địa ngục. Tiền của Kiệt là tiền của Phật, cho nên quý vị nên nhớ nha, ai mà xài tiền của Phật có xài cho đúng á, xài không đúng á là bị nghiệp gán chịu á. Còn cái hãng của Kiệt là cái kho của trời để mà mình làm cái, tức là lấy đời để làm đạo, thì không có xin ai, không có gây quỷ cho ai hết. Hôm nay thằng đây nói thì nó hơi sớm, nhưng mà có thể sẽ clip kế tiếp vì sẽ hiểu ở trên cho Kiệt mua mảnh đất ở Houston, cách thành phố Houston khoảng 40 cây số. Thì mảnh đất Kiệt sẽ mua tặng cho cộng đồng ở dân Texas Houston. Kiệt sẽ lập chùa, lập nhà thờ ở đó và cho tất cả hội đoàn đó sử dụng mảnh đất đó, và Kiệt không có vụ lợi. Thì hôm nay dân Houston cũng được có phước
Cho nên mấy chư vị đồng ý cho Kiệt về bển làm một cái Thiên Long Sơn, thì Kiệt đã lấy cái tên là Thiên Long Sơn Houston. Cho nên vài tuần nữa có thể Kiệt sẽ qua bển để mà giấy tờ thì cũng đang gần xong. Thì có thể năm nay Kiệt sẽ đặt cục đá đầu tiên, sẽ xây một cái gì ở đó. Thì trong đó nó có rừng, nhờ có con sông. Thì những anh em mà trong có tinh thần gọi là lo cho cộng đồng đó nha, chứ không phải người thường, thì vô mới quyến xuyến được. Thì trong đó mình cái gì cũng bất vô lợi hết, để cho mục đích cho người dân Houston có một nơi lúc mà nóng 110 độ hay 120 độ á, nó có bóng cây, rồi mình bơi xuồng được, rồi mình camping cũng được, làm chừng trăm cái camping trống, mình làm một cái đại sân đại hội ở đó ngoài trời, cả trăm ca sĩ tới ca free, đại khái là những cái chuyện vừa tu nửa đời nửa đạo. Nó là một công viên gọi là community events, thì Kiệt sẽ xây những cái đó, những cái lớn Kiệt sẽ ra làm, còn những cái nhỏ nhỏ thì giao cho hội đoàn bển. Thì một số tiền Kiệt tặng rất là lớn cho dân Houston, chứ không phải Kiệt sống ở Bắc Cali rồi Kiệt lo Bắc Cali. Ở ngoài kia cũng là người của mình, cũng con của Phật, thì những nơi nào có duyên mà ở trên cho Kiệt đi thì Kiệt làm. Thì những gì Kiệt làm không phải là Kiệt làm mà có sắc lệnh của bề trên, đó là độ người như vậy. Thì Kiệt muốn tất cả những người Việt khắp năm châu nơi nào cũng đều thờ kính Phật cha mẹ, chứ đâu cần phải bay. Giờ thấy Houston bay qua na Bắc Cali, rồi miền Bắc nước Mỹ cũng qua Bắc Cali, thì sau đó thì Bắc Cali nên nhớ nghe cái vùng này. Thì ở đây toàn là dân chủ mà mình gọi là thổ tả mà cực đoan á, nổi cổng Thiên Long Sơn của mình nó không có làm gì sai á, mà nó đóng gần mấy năm nay á, rất là đau lòng. Qua bển mấy ông thị trưởng hay là mấy đảng cộng hòa nó khoái lắm, mừng kinh tế lên dân sẽ kéo về đó vui. Thí dụ như bữa nào mấy anh mấy chị mà ở Houston buồn buồn mà trời nóng, lên xe lái có 41 phút mà kịp tính trên bản đồ rồi, chạy về đó, vô đó camping ngồi nghỉ mát, có Phật có trời có cộng đồng mình đông đảo, ăn uống free, nhà hàng ở trong đó nhà hàng chay free, sướng không? Rồi hết stress thì cái chạy về làm việc tiếp. Thì lâu nay Kiệt tìm mảnh đất ở bển rất là nhiều, có những nơi nó 2 tiếng nhưng mà lại nó khô cằn, nó không có cây, nhưng mà hên hên biết sao ở trên chọn được cái mảnh đất này á, cây cây cổ thụ nó có dòng sông nữa nha quý vị, cho nên quanh năm suốt tháng sẽ được mát. Và mua bữa giờ lâu rồi nhưng mà cũng chưa có xong, giấy tờ nó cũng còn phải xin phép. Tại lần này Kiệt có kinh nghiệm, mình phải xin xin dân mấy ông cóm rồi đó, mấy ông đồng ý cho mình làm những gì mình thích làm, chứ không lẽ mua rồi giống như kiểu Thiên Long Sơn á, cái mình làm cho đã, cái nó không cho mình làm mình tốn tiền. Cho nên cuối cùng dân Houston hình như có phước hơn dân Cali, chắc mới cũng dọn nhà về bển cho rồi, ở đây riết chán muốn chết. Nhưng mà núi Thiên Thiên Long Sơn phải gán giữ, cho nên mấy vị lâu lâu ở trên núi á, cứ ngồi tâm sự với Kiệt khuyên con làm việc cực khổ á, mai mốt á, người ta mới trân trọng cao, mới mới bền, tại vì nó có trượt và có thanh. Cũng giống như mình đổ xi măng vậy, lớp lớp thô rồi tới lớp bóng vậy đó, thì cái núi Thiên Long Sơn rất là vất vả. Nhưng mà hy vọng qua Houston mọi thứ nó suôn sẻ hơn, tại vất vả đó tốn tiền ghê lắm đó quý vị, người thường chịu không có nổi đâu, phải nói là tiền triệu đô á, chứ không phải là trăm nghìn hay vài trăm nghìn là chuyện nhỏ. Nói như là Phật hôm nay lộ cơn chốt cho quý vị dân Houston hiểu là Kiệt thương hết mọi người khắp mọi nơi, thì sẽ có cái Houston Thiên Long Sơn Houston, chắc mốt vừa qua Kiệt xây cái gì ta, cái convention center, vô cái mình mướn mấy ca sĩ đồ vô không, Quang Lê đồ không, Trường Vũ đồ không, là nó chừng mấy trăm ca sĩ rồi vô. Chỗ nào lại lại chỗ nào cho ca ca, tại đâu phải ai cũng tu đâu, nhưng mà vô nghe ca nhạc biết cái thấy Phật lại cũng thành tu.
thì độ chúng sanh phải tùy theo căn cơ nó kiểu như vậy á. Nên những nơi kiệt mở đó, nó phải là chùa nha, mọi người phải hiểu. Thiên Long Sơn ngày hôm nay ở đây cũng phải là chùa, cũng phải nhà thờ, nó là công viên nha quý vị. Thì nó mới tất cả người Việt đều vô trong đó được, có đạo không có đạo, có gì muốn vui cũng là vui, còn muốn đạo cũng có đạo, đầy đủ hết. Mục đích của mình đó là cuộc sống an nhàn, thanh thản, vui vẻ mỗi ngày, mạnh khỏe. Đó là mục đích của Kiệt, là lo sức khỏe cho quý vị. Nguyễn Phương nghe, em nghe tin anh Kiệt sẽ mở Thiên Long Sơn tại Houston, em mừng quá. Từ đây chạy đi Houston chỉ mất có 3 tiếng, em sẽ tham gia volunteer, giúp được gì em sẽ làm. Trước tiên là những nhà thầu ăn đừng ăn mắc nha, Kiệt không phải là tỷ phú, nhưng mà chút chút tiền nào quá đáng chứ. Kiệt nhìn đổ xi măng hay là xây dựng cái gì á, Kiệt biết giá cả hết. Có nhiều người để cái giá trên trời, cứ coi cái túi tiền mình nghĩ mình giàu á, Kiệt không có nhận. Thì lúc đó khó ăn nói, ăn cái gì á, phải nghĩ cho cộng đồng, Kiệt làm cho cộng đồng chứ Kiệt cũng không có phải là business thu lợi gì. Kiệt có công ty là nó làm tiền cho nhà rồi, một phần Kiệt bỏ vô cho cộng đồng. Thì mọi người mà khi về xây dựng Thiên Long Sơn Houston á, thì cũng phải nghĩ cộng đồng, đừng nghĩ riêng Kiệt nha. Có nhiều ông construction á, cứ nhắm vô mình chém bằng dao phay không. Ở cái công viên Houston á, Thiên Long Sơn Houston á, thì cũng làm y chang như ở Thiên Long Sơn, sẽ có tượng Hùng Vương, Ngài Trận Đạo, những anh hùng dân tộc, và cũng có thể những gì khác nữa. Nó cũng basic vậy, nhưng mà bển dễ xây dựng đó. Mình sẽ làm những cái monument, những cái gì mà quý vị tưởng tượng ra, để mình làm một cái thư viện, gọi là thư viện bằng đá đó, để đời cho những cái hậu thế cả trăm năm sau, mấy trăm năm sau, những đứa em nó lớn lên ở đây ở Mỹ á, nó cũng biết là lịch sử của người Việt hải ngoại. Đó là Houston là vậy, là Hoa Cộng Hòa. Thì mình dễ xin giấy phép. Ở đây á, bữa Kiệt cho 50.000 cái tượng đài cái gì 72 gì á, năm 72 thành Quảng Trị gì đó cho ông Tạ Đức Chí. Nhưng mà gặp phe thổ Tạ đấu qua đấu lại, vừa tốn tiền mà cũng không có cắm được cái tượng ở miền Nam Cali nữa, thấy thiệt là vô lý. Nhưng mà những người mà từ đầu mà xin tiền mà làm những cái chuyện cộng đồng, mình nói sao mình phải làm đúng vậy. Xin á, thì cái tượng kỳ đài cắm miền Nam Cali, cuối cùng không cắm miền Nam Cali, mai mốt mà nói đường làm nẻo, ai đâu dám ủng hộ. 50.000 chứ không phải 50 đô đâu, để tôi dành để tiền tôi đổ vô Houston Thiên Long Sơn ông sướng. Cho nên mai mốt mà mấy người ở miền Nam Cali nói chuyện là phải đúng lời hứa thì mới có sự lâu bền với Kiệt. Còn nói mà không có đúng thì đừng có xin nữa. Kiệt nói thẳng luôn á, tánh Kiệt là tâm thẳng như ruột ngựa, nghĩ sao nói như vậy, ai nói sao phải làm đúng, thì vẫn còn tiếp tục ủng hộ. Tại mỗi năm Kiệt làm từ thiện mấy triệu bạc cho cộng đồng, âm thầm thôi, quý vị không có nói hết nha, rất là nhiều đó quý vị biết không. Nhưng mà nói đâu mà chúng, chứ không phải nói kiểu là nói đường làm nẻo, cũng giống như coi mình ngu vậy. Tôi làm dân thương mại, tôi mở cái hãng một năm là mấy trăm, mà tôi có mấy trăm nhân công với người Mỹ không, luật sư của tôi đầy hết trơn, là sao tôi không biết chuyện gì. Nhưng mà chẳng qua là mình hiền, mình không có muốn đôi chói gặp mấy đám thổ tả ở Bắc Cali nữa. Ở mai mốt á, ở bên Houston á, nó sẽ có bơi xuồng, tại thấy con sông đã lắm, quý vị có thể bơi xuồng, quý vị có thể ngủ camping qua đêm, có thể mình làm chừng 100 cái cabin ở đó, cái couple, cho couple retreat phải không, thí dụ thăng tiến hôn nhân đồ phải không, ở trong công viên đó. Nhưng mà nó lợi hại của con cái là nó rất là gần thành phố Houston, 41 phút, và đồng thời nó có rừng cây chứ không phải là núi chọc lóc. Còn chỗ nào trống thì mình làm những cái convent trống, còn những cái rừng cây á, mình núp gió núp nắng đồ, trời nóng mà Houston nó nóng, thì rất là gọi là đất đất lành á.
Bữa nay nhờ nước chanh cho nên không bị xỉn. Với nãy cũng nhờ mới ăn cơm xong cho nên còn có một chút năng lượng ngồi đây chích chót với quý vị. Chứ mấy bữa kia nó đói quá. Và khi mình livestream này một shot một là lên luôn. Chứ kìa không có rảnh mà ngồi đó mà ngắt khúc. Mà lỡ có nói gì hay lỡ hỉ mũi hay sorry nha. Mình không có biết sửa chữa. Mà cũng không có giờ sửa chữa. Còn gần đây có mấy đứa em nó ở Việt Nam hay đâu á, nó làm giùm mấy clip đọc kinh nữa, là cũng là người ở xa làm rồi nó gửi email qua, chứ cũng kìa cũng không có ban bệ gì hết trơn á. Sao good. Ok, Lưu Quốc Cường hỏi câu này thấy không có đúng thì mình phải trả lời. Chúa Giêsu có phải là Thượng Đế tái sanh không chú Kiệt? Không đúng. Chúa Giêsu lúc mà chú hỏi các cái vị ở trên trời, Chúa Giêsu là ai? Thì lúc đó chú hỏi Đức Thầy là Phật á. Ngài mới giải thích Chúa Giêsu là một vị Bồ Tát nha, trong tất cả hàng triệu vị Bồ Tát trên trời, chỉ nhận lệnh của cha xuống thế gian để làm cái nhiệm vụ đóng cái phim màn đó. Cho nên những cái level mà trong kinh thánh Chúa không có nói. Thánh là hàng thấp hơn Bồ Tát, rồi tới Phật, rồi tới Thượng Đế là cao. Ở bên kia nó cũng giống như quý, rồi tới tá, rồi tới tướng vậy đó. Thì Chúa Giêsu cũng là một người mang nhiệm vụ là Bồ Tát. Chúa Giêsu cũng không phải là con Thượng Đế nữa đó. Tại ở bên Công giáo không biết làm sao ta nói vậy, nhưng mà nếu tính thì là cũng đúng. Tất cả nhân loại, thánh thần, Bồ Tát đều là con Thượng Đế hết. Thì Ngài có thể xưng vậy, nhưng mà direct đó là cũng phải. Thời buổi này em chỉ có một thứ quý vị cần phải làm, đó là mình nên hiểu là mình cần phải thay đổi đời sống, phải tốt với cha mẹ, tốt với anh em. Nó không có giống như những tháng về trước, những năm về trước mạnh ai nấy thủ, không phải. Lúc này là mình phải tỏ ra tình thương, vì cái lúc mà khó khăn á, mình tỏ ra một chút tình thương á thì gia đình nó sẽ gắn bó hơn, thì người ta sẽ nhớ đời hơn. Thì giống như bây giờ quý vị nghĩ thế giới này trong tương lai mọi người gắn bó nhau bằng tình thương, chứ không phải là sự chia rẽ và giành đất lấn dân, chiếm dân như hiện tại mình đang thấy. Nhưng mà từ từ á, từ từ quý vị cũng sẽ thấy rõ đó. Thượng Đế đang sắp đặt cho nhân loại để cho nhân loại biết là tình thương là như thế nào. Chỉ có tình thương mới làm cái thế giới này trở lại sự bình an và gọi là thời vàng kim. Thì hôm nay cùng trận chiến của Nga với Ukraine là mình cũng bắt đầu mình thấy hiện rõ lên những gì ở trên bờ trên, đúng như ý bờ trên này đó. Chứ còn những cái quốc gia hay những người không hiểu về tâm linh đó, họ cũng biết là họ cứ nghĩ thủ tiền thủ của. Nhưng mà mấy vị thấy không, những cái người mà tạo nghiệp đó, bất đắc dĩ ở trên gõ cửa một cái thôi là ngày mai đi khám bác sĩ là bệnh này hay bệnh nọ là xong. Thì quý vị nên gán gán nhớ lời cha với chư Phật dạy, với mẹ dạy, cha trời mẹ đất, là lúc này quý vị phải nên tu tập ngồi thiền, và đồng thời mình có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, phải thủ tiền thủ gạo, phải dự trữ lương thực trong lúc này. Thi Trần nói cậu tài cậu quý ông Phú Quốc là vậy nào vậy chú? Chú có ông rành, nhưng mà ở lịch sử của mỗi nơi mỗi chỗ á, có vị nào linh thiêng thì người ta có cái tên, người ta lập miếu vậy đó. Chú ơi, sao ngồi thiền luôn thấy mẹ nhiều hơn cha? Tại vì mẹ là sanh ra mình, mẹ lo cho mình, cha là lo cho cả cái thế giới, cả vũ trụ, mấy mấy ngàn thành tinh ở ngoài kia, ngoài không gian á, nhiều thành tinh nó đang động đất mà nó còn khổ hơn mình. Chỉ có trái đất này á, mình sàng lọc là sướng rồi. Con Covid là con nặng nhất trong cái thời năm thứ để sàng lọc kỳ này. Thì mình đã trải qua con Covid rồi, thì còn chút xíu chiến tranh nữa,
Là bắt đầu lúc đó sẽ vào ổn định trật tự, Phật xuất hiện. Trung tấn Bà Rịa nói: thắp hương Đức Thánh Trần Đạo, trì chú Đại Bi có được không chú? Ngài là thần thì mình khấn tên Ngài, còn muốn trị thì tùy theo con thích làm gì con làm, nhưng mà cái tâm mình đã hướng về Ngài là cũng tốt rồi. Ok thôi, Kiệt xin tạm biệt nha. Có nhiều người nói cái âm thanh anh đang bị trở ngại. Hẹn kỳ sau ở Di Đà Phật. Hôm nay là mà có duyên lành, chủ yếu nói cho mấy con chiên công giáo nói tại sao chọn Kiệt mà không chọn Đức Hồng Y hay là Đức Giáo Hoàng để mà lên làm truyền tin. Thì Kiệt có giải thích vậy đó, thì cũng hơi lái một chút, tại vì sau này đạo công giáo cũng phải học Phật à. Tin đóng tin nữa gì chờ xem. Ai là Phật, xin kính chúc tất cả quý vị trên thế giới, các bác, các anh, các chú, các em ở khắp mọi nơi, nhất là những nơi miền Tây hay là miền Trung, miền Bắc đang gặp lũ lụt, nhớ gán giữ gìn sức khỏe và giữ tâm thanh tịnh để mà chờ. Nó rất là gần nha quý vị, không có xa đâu. Kiệt nghĩ là cuối năm. Thôi xin tạm biệt, xin chào.